Xin chào bạn. Vậy là chúng mình đã được học các số từ 0 đến 10 rồi. Giờ thì hãy làm quen với phép tính cộng qua các số mình đã được học đi nào. Hôm nay chúng ta sẽ học bài phép cộng trong phạm vi 3. Có hai chấm tròn, thêm một chấm tròn nữa. Vậy có tất cả mấy chấm tròn? Đúng rồi, bạn giỏi lắm. 2 thêm 1 bằng 3. Vậy ta có phép tính như thế nào? Bạn hãy nhấp chọn số thích hợp vào mỗi ô trống nha. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Ngược lại với một chấm tròn, thêm 2 chấm tròn nữa. Vậy có tất cả bao nhiêu chấm tròn? Đúng rồi. Bạn giỏi lắm. 1 thêm 2 bằng 3. Vậy ta có phép tính như thế nào? Bạn hãy nhấp chọn số thích hợp vào mỗi ô trống nha. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Bây giờ, chúng mình đã thành lập được bảng cộng trong phạm vi 3 rồi đó. Bạn hãy nhớ nha. 1 cộng 1 bằng 2. 2 cộng 1 bằng 3. 1 cộng 2 bằng 3.
Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Chúng ta xem thêm một lần nữa cho thật hiểu bài nha. Cảm ơn đã xem, mời bạn đăng ký để theo dõi các video tiếp theo.